Mọi người chỉ có thể làm việc này khi khi họ đau khổ, khi chúng ta thất bại, khi chúng ta thua cuộc, khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta không thể hướng ra bên ngoài được nữa, cạn kiệt năng lượng. Chúng ta không còn hứng thú để nắm bắt cái này cái kia. Thì một cách rất là tự nhiên, theo bản năng sinh tồn và tự vệ, chúng ta chỉ muốn được quay về với chính mình, nương náu với chính mình thôi. Và lúc bấy giờ chúng ta mới đặt ra những câu hỏi rất là cơ bản, mà đáng lý ra chúng ta phải thường xuyên hỏi và tìm cho ra câu trả lời. Đó là: ta là ai? Có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Tại sao những thứ chúng ta rất là tin tưởng, đeo đuổi để nắm bắt, mà nó cứ tuột khỏi tầm tay chúng ta bất cứ lúc nào vậy? Tại sao ta đã đặt hết năng lượng con người chúng ta vào các mối quan hệ tình cảm để được yêu thương, mà tại sao tình cảm nó cứ từ bỏ ta, rời bỏ ta đi hoài mãi vậy? Tại sao ta bỏ bao nhiêu năm trời để chinh phục những đỉnh cao, mà bây giờ sắp lên tới đỉnh cao rồi thì ta cảm thấy chán, ta không muốn đi tiếp nữa. Có lúc ta thấy đời sống trở nên trống rỗng, vô vị. Và đặc biệt là khi chúng ta bị những hội chứng tâm lý như là bị trầm cảm. Khi bị trầm cảm rồi thì mình muốn buông xuôi tất cả, không muốn phấn đấu gì nữa, chỉ muốn nằm một đống đó từ giờ này qua giờ khác, muốn tránh né hết tất cả mọi người, không muốn gặp ai, không muốn lao theo những khát vọng, những mục tiêu hấp dẫn mà chúng ta đã từng đặt ra. Thậm chí là mỗi ngày chúng ta không biết lý do vì sao mình để sống nữa. Sống để làm gì? Để tận hưởng những giá trị nào mà giờ này mình đã đi mấy mươi năm trong kiếp người, cũng có tiện nghi vật chất, cũng có vị trí trong xã hội, cũng được kính trọng ngưỡng mộ, cũng có những người thân yêu bên cạnh mà mình không cảm nhận được gì cả, không thấy đó là hạnh phúc. Và trong những lúc mình hoang mang, vô định như vậy, mình chợt nhận ra rằng mình đang không cắm rễ vào sự sống. Suốt thời gian qua có vẻ như mình chưa bao giờ biết sống cả. Và khi mình ở trong một trạng thái bị trầm cảm khá nặng, như là cấp độ 3, mình thấy như là mình bị đánh bạc ra khỏi cuộc đời này. Không kết nối được với ai, không ai có thể thấu hiểu được mình cả. Rất cô đơn, rất lạc lõng. Có thể nói đại dịch trong suốt hơn 2 năm qua đã góp phần tàn phá rất là nhiều thứ cho cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Nhưng mà đồng thời nó cũng góp phần buộc chúng ta phải ở nhà, phải ngồi yên đó, không có nhúc nhích cột cửa, không đi ra ngoài, phải đối diện thường xuyên với chính mình. Khi mà thế giới xung quanh biến động, chúng ta mới biết rằng mình cũng biết động dữ dội. Từ đó chúng ta mới nhận ra là mình chịu tác động rất lớn bởi ngoại cảnh. Ngoại cảnh như thế nào thì mình như thế đó, mà không có bất cứ một sự tự chủ nào cả. Mình là nạn nhân của cuộc đời, của những gì mình gắn kết, của những gì mình lao theo, của những gì mình tin tưởng. Mà tất cả những thứ đó đều rất là mong manh. Rõ ràng là đại dịch đã chứng minh cho chúng ta thấy mọi thứ đều có thể xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Và mạng sống con người chưa bao giờ trở nên mong manh
như là loài cỏ dại như vậy, có thể bị hốt đi bất cứ lúc nào trong một trận bão lớn. Và chúng ta bắt đầu hoài nghi về sự sống. Sự sống này có bền chắc không? Và cho tới bao giờ chúng ta mới chạm được giá trị sâu sắc của đời sống, để sống một cách an nhiên vững chãi với cuộc đời này? Liệu chúng ta có làm được điều đó không? Chúng ta có thể sống an nhiên vững chãi giữa những biến động của đời sống không? Hay là chúng ta sẽ mãi tiếp tục là nạn nhân của những thăng trầm, của những thuận nghịch, của những được mất, của những đến đi, của những sinh diệt của đời sống? Và khi chúng ta bắt đầu có những câu hỏi đó là chúng ta đã bắt đầu trưởng thành, không còn ngây thơ nữa, không còn liều mạng để lao theo những thứ hấp dẫn mà không xét lại, không còn dễ dãi nuông chiều theo bản năng thích gì làm nấy nữa. Mình phải cân nhắc. Và sau đại dịch, khó khăn vẫn còn đó. Đại dịch vẫn có nguy cơ quay trở lại mà. Không phải là đại dịch này thì các nhà khoa học trên thế giới cũng nói sẽ là những loại đại dịch khác. Và chiến tranh vẫn còn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Thế giới này quả thật là bất toàn, bất an. Đó là một sự thật. Vậy mà trước giờ chúng ta vẫn ngây thơ, nghĩ rằng là đời sống rất là vững chắc, rất là an toàn, đầu tư đủ kiểu hết. Và ai đã từng đi qua khổ đau trong tình cảm thì cũng giác ngộ được rằng không có cái gì an toàn bảo đảm trong các mối liên hệ tình cảm cả. Dù đời sống này có an toàn thì con người cũng không hẳn là an toàn. Họ thương mình nhiều đó rồi họ lại bỏ rơi mình đó. Họ đi thương người khác. Họ thương mình đó để rồi họ làm tổn thương mình đó. Từ hạnh phúc đi qua khổ đau rất là chóng vánh. Từ bay bổng thăng, những cái nốt thăng rớt xuống nốt trầm rất là tức thì. Phải hoài nghi chứ. Phải đặt câu hỏi. Như vậy thì mình sẽ sống trong cuộc đời này theo kiểu nào đây? Mình chắc chắn là có thể là mình sẽ không có thành thầy tu như quý thầy ở đây hay là sư Minh Niệm được đâu. Đừng có tưởng chán đời mà đi tu thành công nha. Đi tu là chán tu luôn thì không biết làm sao nữa. Vì cái tâm trạng hay chán đó thì đi đâu cũng chán hết. Đi tu có những cái khó khăn của nó. Nếu mình không trở thành một vị thầy tu được, mình thấy các vị thầy tu thì có vẻ sống ung dung tự tại, không có tiện nghi vật chất, không có quyền bính địa vị, không có tình cảm. Giống như là sư ở đây là, đối với sư là đại dịch là chuyện nhỏ. Vì sư đã đụng độ với cái chết không biết bao nhiêu lần rồi, đã tự đặt mình vào những cái môi trường khắc nghiệt trong 3 năm tu bụi rồi. Thì đại dịch nó cũng là một cái thứ mà mình phải cẩn trọng, phải dè chừng, phải chuẩn bị tinh thần ứng phó, nhưng mà nó không có quá ghê gớm đâu. Và chấp nhận nó một cách dễ dàng. Vì sư đã chọn cho mình một cái lối sống đó là không bám chấp vào cái thứ gì cả. Tìm thấy hạnh phúc từ sự không bám chấp, không kiểm soát, không sở hữu. Trạng thái đó là trạng thái như thế nào nhỉ? Thử đi rồi biết. Come and see. Đến để mà trải nghiệm, để mà chứng tri. Quý vị thử lấy một tuần lễ, 10 ngày, 2 tuần đến các rừng thiền thực tập. Hoặc là đến các trung tâm như là của sư vậy đó. Các bạn sẽ để lại hết công việc ở nhà, để lại hết người thương ở nhà, và không có sử dụng điện thoại, không có bất cứ một áp lực nào cả. Quý vị sẽ được học cách để mà bước đi những bước chân thật là chậm rãi, từ tốn, bình an. Hôm rồi sư có giúp đỡ một chị bác sĩ bị ung thư ở giai đoạn di căn rất là nặng. Chị cũng biết đến Phật Pháp,
chị cũng nghe pháp thoại của sư đó, nhưng mà có vẻ như là chưa có quyết tâm thực hành cho tới cùng, hoặc là có thực hành mà nó cũng còn nhá nhem, chưa có nhiều kết quả. Sư mới yêu cầu chị lên chỗ sư ở một thời gian, một tuần lễ. Và buổi sáng sư có hướng dẫn chị đi thiền hành cùng với sư. Sư nói là chị hãy nghĩ, chị đã sinh sang kiếp khác rồi, không có gì phải bận rộn lo lắng hết, tất cả cứ để qua một bên. Chị phải sống trước đã, và chị phải quyết tâm nắm lấy sự sống. Chị nghĩ tới sự sống thôi, đừng nghĩ tới sự chết. Và mình tin là mình có thể sống, và giành lấy sự sống bằng cách là mỗi ngày chị hãy cố gắng, khi mà chị khỏe không có đau á, chị bước xuống giường chị đi bộ một chút thôi, 5-10 phút cũng được, để làm sao đôi chân của chị chạm xuống mặt đất, chị cảm nhận là chị đang sống, chị vẫn còn sống. Và chị đi những bước chân thật là chậm theo kỹ thuật đi thiền hành, giở chân lên cảm nhận, đưa chân tới cảm nhận, và đặt bàn chân xuống cũng cảm nhận. Và chị thấy là đất trời vẫn đang có mặt ở đó cho chị. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh, và chim hót xung quanh. Đi giữa rừng thông, chị có nghe thông reo không? Có nghe chim hót không? Có cảm nhận nắng ấm không? Cảm nhận bàn chân chị đang bước đi từng bước trên mặt đất, chị có cảm nhận được không? Chị nói chị cảm nhận được, và chị muốn rơi nước mắt, vì có thể sống mấy mươi năm trong đời rồi chứ bao giờ chị thấy mình thật sự bước đi như vậy. Cũng đi mỗi ngày, cũng sử dụng đôi chân mỗi ngày, nhưng mà chưa bao giờ dành 100% để cảm nhận là mình có đôi chân còn lành lặn khỏe mạnh, được bước đi trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Thiền sư Lâm Tế nói địa thượng thần thông. Thần thông đôi khi không nhất thiết phải là bay trên mặt hồ hay là bay trên không rồi phun lửa xì khói. Thần thông đôi khi là mình phát huy hết công năng mà trời đất cho mình, loài người có thể bước đi thông dong, bình an trên mặt đất, đi để cảm nhận hạnh phúc mình có đôi chân, đi để kết nối với sự sống, biết rằng là tôi vẫn đang còn sống. Vì đối với một người ung thư đã bị di căn thì cái việc sống chết nó có thể xảy ra trong tích tắc. Thời gian còn sống có thể nói là rất ít. Nếu như không có một phép màu, có một sự thay đổi ngoạn mục nào thì thời gian sống còn lại là rất ít. Mà phép màu ở đây có khi nó không phải nó đến từ bên ngoài, mà nó đến từ trong chính chúng ta. Vì chúng ta có năng lực tự chữa lành, vì chúng ta có khả năng kết nối được với năng lượng của trời đất, vì mình là con của trời đất mà. Nhưng mà mình cứ tự dành, mình nuôi một mình thôi, tự tích lũy, tự tích góp, tự giành giật, tự tranh đấu để vun bồi cho cái bản ngã mình nghĩ là riêng biệt này. Mà cố gắng tranh giành bao nhiêu thì lại thiếu thốn bấy nhiêu, lại thấy cô đơn lạc lõng bấy nhiêu, chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Trong khi đó nếu mình biết dành ra nhiều thời gian hơn để sống thư thái, buông xả hơn, để có thời gian kết nối sâu với đất trời, mở các giác quan ra trong ý thức, để mình nhìn, để mình nghe, để mình ngửi, để mình xúc chạm, thì mình thấy sự sống là ở đây nè. Là giây phút mình thở, là giây phút mình đi, là giây phút mình uống một chén trà, là giây phút mình ngồi thật yên ngắm trời xanh mây trắng, là giây phút mình chuyện trò với những người xung quanh, là giây phút mình làm một cái việc gì đó cho mình hay là cho người khác. Đó là toàn bộ ý nghĩa của đời sống, mà phải mất mấy mươi năm trong đời
nửa đời người, 2/3 đời người, thậm chí là gần cuối đời rồi chúng ta mới ngộ ra điều này. Phải đi qua thương đau đến nghiệt ngã, cận kề cái chết mình mới tỉnh ra. Nên đến cuộc đời này không phải là để kiếm thật là nhiều tiền. Mình đến cuộc đời này không phải để làm được nhiều việc, để chinh phục cái này cái nọ, để trở thành ai. Mình đến cuộc đời này trước hết là để sống một đời sống sâu sắc. Một đời sống sâu sắc là trong đó mình phải thụ hưởng được những tặng phẩm mà trời đất khiến tặng. Tại sao cũng là một kiếp người mà có những giống dân, có những cộng đồng ở những miền quê, những nơi xa xôi hẻo lánh, gọi là nhà quê đó, mà họ có quá nhiều thời gian để sống trong một ngày. Vì họ làm có nửa ngày thôi. Họ chấp nhận thu nhập thấp, họ chấp nhận một đời sống tối giản. Để làm gì? Để họ dành thời gian đó để họ chơi, để họ sống sâu sắc, để họ chăm sóc bản thân họ, chăm sóc những người thân yêu của họ, họ chăm sóc làng xóm, cộng đồng, để họ kết nối sâu với sự sống. Và vì họ chấp nhận thu nhập thấp, sống tối giản, cho nên có 4-5 tiếng để làm trong ngày, họ cũng làm trong sự thư giãn thoải mái, đủ ăn thôi, không cần dư giả để làm gì, để khoe mẽ, để thể hiện, không có ý nghĩa gì đối với cái chết cả, đối với một đời sống con người quá ngắn ngủi cả. Vì chúng ta tưởng là chúng ta sống tới 200-300 năm phải không? Hay là 500 năm, thậm chí là chắc sống hoài không chết. Cho nên bây giờ vẫn còn cứ đi kiếm chuyện người này người nọ, còn giận hờn, vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ không cần thiết, chiều chuộng lòng ham muốn thiếu hiểu biết của mình, để rồi mất 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, lấy đi cả tuổi thanh xuân, để rồi cuối cùng chán. Ngày xưa mà mình muốn cưới người đó, ai cản là mình ghét người đó lắm đó. Còn bây giờ thì mình ghét luôn cái người mà mình muốn cưới. Mình ghét những người cản mình, tại sao không cản thêm nữa? Đó là mình chứ ai. Cũng đam mê đó, cũng cao hứng đó, rồi cũng mãnh liệt lồng lộn đó, rồi chán chường, mà muốn rút lui cũng đâu phải dễ. Phải trả một cái giá rất đắt mới được rút lui, đó là chia nửa gia tài. Rồi rút ra bài học kinh nghiệm, rồi lại rút ra bài học kinh nghiệm, rút hoài, rút mãi, rút hết cả đời người. Vì mình tưởng là mình còn sống lâu lắm, nhưng mà đại dịch đã làm cho chúng ta sáng mắt là bất cứ người trẻ nào cũng có thể rời xa cuộc đời này. Thật ra không phải đợi đến đại dịch đâu. Nếu mình chịu khó quan sát và ghi nhận sự thật, mỗi ngày có biết bao nhiêu cái chết trẻ, từ những vụ tai nạn, từ những cái chuyện họ muốn tự kết liễu cuộc đời của họ, vì những nỗi cô đơn, tuyệt vọng, vì những tổn thương về tâm lý. Và chúng ta làm sao dám chắc chúng ta sẽ không trở thành một trong số đó? Đâu ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ không bị trầm cảm, bỗng dưng có rất nhiều điều kiện hạnh phúc vậy đó, mà vẫn cứ muốn tự tử, vẫn cứ muốn lao đầu từ trên lầu xuống. Vì trong chúng ta luôn luôn có những con quái thú, mà mỗi người đến với cuộc đời này, ngoài việc thụ hưởng những giá trị màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng, ngoài việc sử dụng những tài năng, những sự thông minh mà trời đất đã ban tặng trong cái cấu trúc di truyền của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn tất một cái bài tập, đó là khống chế tham sân si, đó là chữa lành những vết thương trong hành trình từ khi có mặt trong cuộc đời này cho tới bây giờ. Đó là điều phải làm. Vì có hưởng thì phải có chịu. Mà nếu chúng ta từ chối, chúng ta không muốn nhìn sâu vào, không muốn thừa nhận những vết thương của mình,
thì nó vẫn cứ tiếp tục giật dây và chi phối cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Đáng lẽ ra mình xứng đáng được hạnh phúc chứ, mà không cảm giác gì cả. Vì sao? Vì bên trong nó bất ổn, nó kỳ cục. Mà nếu chúng ta không giải quyết, không chữa lành, thì đời sống này không phải là đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta sống như là một sự tồn tại lây lất ngày qua ngày. Đó là điều vô cùng bi đát. Trước khi nghe tiếp, và đời chúng hãy nghe một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lời Thiên Thu Gọi. Đó là có những lúc chúng ta bắt đầu hoài nghi về sự sống chết trong cuộc đời này. Có những lúc chúng ta không muốn lao vào đám đông, chúng ta muốn đứng riêng ra ngoài để suy tư về đời sống. Thì anh Trịnh Công Sơn cũng nằm trong số đó. Anh đi qua những kinh nghiệm đó, anh đi lang thang trên Bảo Lộc, trên Đà Lạt, để đi tìm câu hỏi mình là ai, có mặt trong cuộc đời này là gì, và sự sống chết trong cuộc đời này là như thế nào. Anh Trịnh Công Sơn đã may mắn tìm ra được bản chất của đời sống. Bản chất thân phận con người nó không có giới hạn trong cái hình hài này, mà nó là một dòng sinh diệt được tiếp nối, không bao giờ gián đoạn, không có bến bờ, không chỉ trong một kiếp người, mà chúng ta còn là những thân mạng ở xung quanh chúng ta nữa. Đức Phật gọi là Dhammakaya, pháp thân. Khi nào quý vị có thời gian để ngồi yên xuống, tĩnh tâm, an trú sâu sắc trong hiện tại, để có thể nhìn sâu vào lòng mọi sự vật sự việc. Thí dụ mình nhìn ngắm một cái chiếc lá. Sư đã từng cắm lều ở dưới gốc cây để xem hành trình của một chiếc lá từ tháng này qua tháng khác, từ khi nó sinh ra cho tới khi nó chuyển màu vàng và rơi rụng. Để rồi mình sẽ đặt câu hỏi chiếc lá từ đâu đến và chiếc lá sẽ đi về đâu. Hoặc là có nhiều tháng trời ở trên bãi biển để ngắm những cái đợt sóng sinh diệt, nhìn những cái hiện tượng sóng sinh diệt, để rồi mình nhìn ra được cái bản chất của sóng nó không có sinh diệt, mà nó là mặt nước thôi. Nó là nước, nước thì không có sinh diệt, nước là bất sanh bất diệt. Chúng ta chỉ là một phần của trời đất tạo ra. Khi nào mà chúng ta tìm thấy được những pháp thân của mình, là cây, là hoa, là giọt sương, là chiếc lá, là bầu trời, là đám mây, là những con người xung quanh chúng ta, là vạn vật, vì tất cả những cá thể đó luôn luôn không ngừng tương tác và nuôi dưỡng chúng ta, phải không? Vì bản chất của chúng ta là vô ngã, non-self. Chúng ta không có một cái tôi riêng biệt, mà chúng ta luôn được tạo bởi rất nhiều yếu tố xung quanh chúng ta. Vậy cho nên là chúng ta thấy chúng ta không chỉ là hình hài bé nhỏ này, mà chúng ta còn là những cái pháp thân kia nữa. Tất cả những đối tượng xung quanh ta cũng là ta đó. Cái này có khó quá không? Khó quá thì bỏ qua, nhưng mà đừng bỏ qua quá lâu. Tạm thời bỏ qua, vì đó là một sự thật của vũ trụ, bí mật của đời sống mà mình phải chạm tới. Anh Trịnh Công Sơn đã chạm tới, chỉ có điều là anh có sống được với nó hay không, thì đó vẫn là một câu hỏi. Khi mà chúng ta sống được với chân lý đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những biến động của đời sống, trước những đổi thay của con người, trước những thăng trầm trong chính đời sống của mình, trước cái chết. Chúng ta phải đi tìm ra bản thể chân thật của mình trước khi chúng ta phải bước qua một kiếp khác. Đã đến cuộc đời này rồi thì không thể hờ hững với thắc mắc
đi tìm sự thật mình là ai, mình có mặt trong cuộc đời này để làm gì. Khi trả lời được câu hỏi thứ nhất là sẽ trả lời được câu hỏi thứ hai. Khi mình trả lời được câu hỏi thứ nhất, dù đây là câu trả lời của Đức Phật, của các bậc giác ngộ, của các vị thiền sư, của các vị thầy tâm linh, đó là ta chính là một phần của trời đất, ta không phải là một cá thể riêng biệt. Rõ ràng là nếu mình bóp mũi vài phút không có không khí là mình chết phải không? Không có nước vài ngày cũng chết thôi, không có ánh nắng mặt trời cũng sẽ chết. Và sáng mai thức dậy, hãy tưởng tượng loài người trên thế gian này đi đâu mất hết, tan biến, đại dịch hốt đi, chỉ còn mình bạn sống sót thôi. Sống nổi không? Sống để làm gì? Khoe với ai? Trình diễn với ai? Dằn mặt ai? Thể hiện với ai? Yêu thương ai? Vô nghĩa, chắc cũng cho theo luôn. Bây giờ nếu mà thử cái cả gia đình mình không có mặt trên cuộc đời này thì mình làm sao sống nổi, chứ đừng nói chi mà cộng đồng, xã hội, nhân loại đi đâu hết. Chúng ta sống là vì họ đang sống, vì họ cần chúng ta và ta cần họ. Mà cần không có nghĩa là để rút tỉa thôi, để tận hưởng thôi. Cần là phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc, phải yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Cho tới khi nào quý vị thấy mình tôn trọng một người nào, mình yêu thương một người nào, mình sống tử tế với một người nào, nó không phải là trách nhiệm bổn phận nữa. Nó là một cái sự thụ hưởng. Tôi rất thưởng thức cái trạng thái tâm lý của tôi là chia sẻ những điều tốt đẹp của mình cho người khác, nâng đỡ cuộc đời ai đó bay lên, xoa dịu được nỗi khổ niềm đau của người khác. Tôi thấy sung sướng vô cùng, tôi thấy tôi rộng lớn vô cùng, tôi thấy tôi đẹp đẽ lung linh vô cùng. Nghĩa là bạn đã chạm được nghĩa đẹp của đời sống rồi đó. Nghĩa là bạn đang sống trong tinh thần vô ngã đó. Mà vô ngã chính là nguyên tắc vận hành của trời đất. Trời đất có nuôi dưỡng mình thì mình phải nuôi dưỡng lại trời đất. Cộng đồng, xã hội, gia đình, người thân yêu có nuôi dưỡng mình thì mình nuôi dưỡng lại. Đó là một lẽ rất là tự nhiên. Khi mình thuận theo sự tự nhiên đó, mình sống rất là hài hòa, rất là an lành, rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mình không có hiểu ra điều đó, mình bị vô minh che lấp, mình cứ suốt ngày đi cung phụng cho cái tôi này, dành hết mọi cái sự thuận lợi về phía mình và đẩy trách nhiệm bổn phận, những cái khó khăn, những cái xấu cho người khác, thì trời đất sẽ dòm ngó mình, vũ trụ sẽ me mình, chạy không thoát, phải đi theo nhân quả và duyên sinh. Nếu mà sống mà thiếu tử tế, thiếu vung bồi, chỉ có chủ trương hưởng thụ mà không có biết bồi đắp, không biết sẻ chia, không biết cống hiến, không có hy sinh, thì trời đất sẽ lấy lại hết, sẽ đưa tai nạn đến để cân bằng trở lại. Mình tính không qua trời tính là vậy. Chúng ta biết rằng vũ trụ quyền năng lớn quá, đại dịch một lần nữa xác nhận điều đó. Dù bạn tài giỏi đến đâu, dù bạn có vị trí lớn trong xã hội như thế nào, dù bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho hành trình đời người mình một cách bảo an, thì trời giáng cho một cú, thả thú cưng xuống, COVID-19 xuống đây, chạy khỏi không? Không thoát khỏi. Thành ra là phải dễ thương với trời đất, phải đi tìm ra một cái lối sống, cái cách sống nào đó để hài hòa với đất trời, với con người, thì mình sẽ được trời đất bảo hộ, yểm trợ, tạo mọi thuận duyên để mình cắm rễ sâu, để mình đứng vững trong cuộc đời này. Và các nhà thần kinh học ở xã hội Tây Phương cách đây 10 năm họ đã giống lên một tiếng chuông rất là lớn, làm người Mỹ, người Tây Phương rất là ngạc nhiên. Họ cho rằng hạnh phúc lớn nhất đời người không phải là một sự thao túng, giành giật hay là chinh phục.
không phải là một cái thứ gọi là satisfaction, một sự thỏa mãn. Vì khi mình thỏa mãn một cái gì, thần kinh nó cũng căng lắm, phải không? Sao cười lớn vậy? Thỏa mãn mà hồi hộp, mà lo lắng, mà sợ hãi, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc lớn nhất của con người, trước khi nói tới sự lớn nhất, thì đó là cái sự hài lòng với những gì mình có, gọi là contentment. Đó là sự bình yên ở bên trong, không bị những khát khao, những cái hận thù, những cái giận hờn nó khống chế, gọi là inner peace. Và cái đỉnh cao của hạnh phúc đó là sẻ chia, sharing. Khi mà mình tưởng rằng hồi trước giờ là giành giật, thao túng, có càng nhiều càng tốt những tiện nghi vật chất và quyền bính là hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật và các bậc giác ngộ cho rằng là không đúng, rất là sai. Và không cần đến các vị đó cảnh báo đâu, bản thân mình cũng đã nghiệm chứng qua hành trình đời người, đặc biệt là đại nạn Covid-19 đã cho mình thấy rằng những thứ đó nó có thể mất ý nghĩa bất cứ lúc nào. Và chỉ có người nào có sức đề kháng về thể chất lẫn tâm hồn khỏe mạnh là sống sót, phải không? Và sức đề kháng của tâm hồn là gì? Là sống vị tha, sống tự ái. Tự ái chứ không phải tự ái nha. Sống có hiểu biết, giàu giá trị tâm hồn, giàu sự bình an, giàu sự thảnh thơi, giàu sự thư giãn. Có thể nói là cái mẫu hình lý tưởng của nhân loại trong những năm tới, trong tương lai, không phải là một người thành đạt ở bên ngoài, có nhiều quyền lực, có nhiều tiền bạc, mà cái mẫu hình lý tưởng hấp dẫn nhất đó là người giàu năng lượng bình an, yêu thương. Mà những điều này ai trong chúng ta cũng có hạt giống, cũng có khả năng đó hết. Thành công bên ngoài thì có người có, người không, người làm được, người không làm được. Nhưng mà những hạt giống của bình an, của yêu thương, của sự tử tế là trời đất thiết kế cho mỗi cá thể chúng ta đều có hết. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, quay về cũng đầu tư, cũng khai quật, cũng mài dũa, cũng công phu. Có phải là bây giờ khi mình xuất hiện bên ai đó mà mình có thể nở những nụ cười bình an, nói ra những câu nói dịu dàng, đưa một cánh tay nâng đỡ, dìu dắt người đó đi qua một đoạn đường trong trên, thì mình trở thành một con người vô cùng quý giá. Ở trong đời này khó tìm được những con người như vậy, vì nó quý hiếm quá. Tại sao chúng ta không phải là một trong số đó? Và điều đó làm nên ý nghĩa lớn nhất của đời sống. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống khi thấy mình có nhiều giá trị, mà giá trị đó làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất là làm cho những người thân yêu của mình có bình an, có hạnh phúc hơn. Mình giúp cho những người thân yêu của mình cũng như mình được sống sâu sắc, được cảm nhận được những tặng phẩm màu nhiệm của đất trời mỗi ngày. Có hai thứ cơ bản để làm nên ý nghĩa của đời sống. Một là được sống sâu sắc nhất có thể trong mỗi giây phút của đời sống. Làm sao thấy được một đóa hoa nở là màu nhiệm, giọt sương vào buổi sáng long lanh là màu nhiệm, nghe tiếng chim hót là màu nhiệm, bước đi thong dong trên đôi chân của mình, uống một chén trà là màu nhiệm. Như vậy là mình trở thành người giàu có, là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là làm sao để mỗi ngày, nói như Thiền sư Thích Nhất Hạnh là sáng hiến tặng niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sự có mặt của mình làm cho người khác vơi đi những nỗi khổ niềm đau, có thể mời lên những năng lượng tích cực, niềm tin vào bản thân,
niềm tin vào cuộc sống, làm cho người đó mở lòng ra, trở thành một người rộng lớn hơn thay vì bó hẹp, thay vì vị kỷ, làm cho người đó bước ra khỏi vết thương đau của họ để có thể quan sát và chăm sóc được vết thương thay vì đồng nhất và bị nhấn chìm ở trong đó. Phước đức biết bao nhiêu, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và ngày mai nếu mà có bay lên trời thì cũng không có hối tiếc, vì mình đã sống thật là sâu sắc, thật là giá trị trong giây phút này rồi. Tôi không có xúi quý vị là từ bỏ đời sống mà mình đang sống. Tôi không có xúi quý vị đừng có làm kinh tế nữa, cứ đi tu như thầy, như sư. Mà tôi chỉ nói quý vị rằng hãy tìm cho mình một cách sống, làm sao để mình vừa có thể mưu sinh mà cơ bản thôi, mà tối giản thôi, để dành được nhiều thời gian để được sống sâu sắc, để được sống giàu giá trị và ý nghĩa nhất. Để rồi mỗi giây phút ấy, mình thấy mình đang sống thật sự, mình hài lòng, mình hãnh diện với chính mình. Khi mà mình hài lòng hãnh diện chính mình thì mình lại có niềm tự tin rất lớn về chính mình. Nó trở thành một thứ sức mạnh kinh khủng mà không có gì trong cuộc đời này có thể xô ngã mình được cả. Còn khi mà mỗi giây phút mình luôn chán chính mình, mình cảm thấy mình tầm thường, bé nhỏ, mình khinh chính mình thì người khác làm sao tôn trọng mình? Mà khi mọi người xung quanh không thấy được giá trị của mình cũng không thấy được giá trị của mình, thì mình chỉ muốn rời xa cuộc đời này thôi, chứ sống để làm gì? Cho nên cần lắm những giây phút ngồi yên lại. Tối nay về nhà, thay vì bật tivi, bật điện thoại online, thì quý vị hãy dành thời gian tặng cho mình một cơ hội để ngồi thật yên. Tối nay về mệt buồn ngủ quá thì sáng mai về sớm cũng được, vì nghe pháp thoại cả ngày, để mình ngồi suy tư về cuộc đời, đặt ra câu hỏi là mình đang đi đâu, mình đang đứng trên chỗ nào trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Tới bây giờ có hạnh phúc chưa, hay chờ 200-300 năm nữa mới có? Đức Phật nói muốn có hạnh phúc thì bây giờ hoặc là không bao giờ, now or never. Đừng hẹn hò. Ngày mai thì cũng chỉ là nắm bắt thêm một cái gì đó thôi. Khi mà bạn vẫn chưa biết rằng hạnh phúc là thuộc về tâm hồn, khi tâm hồn bình an, không có phiền não, mà bạn cộng với, tiếp xúc với bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thiếu thốn, dù là thất bại, dù là bị bỏ rơi gì đi chăng nữa, không quan trọng, tâm đã bình an rồi, thì nhìn đâu cũng là lung linh, cũng là màu nhiệm. Và con người mình nó đặc biệt ở chỗ là khi mà mình đã tự tạo ra bình an ở bên trong, hạnh phúc bên trong, thì lập tức đã bước qua một cái trạng thái khác, một cái kênh khác, là muốn sẻ chia, là muốn cống hiến một cách không có mệt mỏi, một cách không có điều kiện gì cả. Còn nếu bên trong nó vẫn còn thiếu thốn, nó vẫn còn khắc khoải nhiều trong trên, thì mình có cho ai, giúp ai thì bao giờ cũng ẩn sau đó là những điều kiện, là những đòi hỏi mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Vậy thì tử tế, sống tử tế có thể là một từ khóa để cho chúng ta đáng đeo đuổi, trở thành một người tử tế. Người tử tế là người không có làm phiền lụy cho người khác. Người tử tế là người xuất hiện ở đâu, làm gì cũng ban tặng niềm vui, hạnh phúc, nhiều giá trị cho những người xung quanh mình. Đó là mẫu hình lý tưởng. Có câu hỏi nào mình thấy rất là cần thiết, rất là khao khát muốn được sư giúp đỡ thì đưa tay lên. Nhưng mà quý vị khoan đưa tay đi, sư chia sẻ cái này là nãy sư đi vào, đi ngõ bên hông thấy đại chúng ngồi đầy ở ngoài đường rất là thương, và ông trời cũng thương mình cho nên là đã ngưng mưa trước khi chương trình diễn ra. Nghe các thầy ở đây nói là có nhiều vị từ 3:30 đã có mặt ở đây để giành chỗ. Rất là xúc động để gặp lại đại chúng ở Sài Gòn.
Và hy vọng là, và tin luôn chứ không phải là hy vọng nữa, và chúng ta sớm có thật nhiều nhân duyên để ngồi với nhau thường xuyên như vậy. Rồi sớm nữa là chúng ta sẽ cùng với nhau trong một khóa thiền tập nào đó dài ngày. Vì mình nghe pháp thoại thì cũng là cần thiết. Sư thấy nhiều cái comments trên YouTube hay là Facebook, thế mọi người sao mà hay quá, nghe pháp thoại sư là hết bệnh luôn. Sư thì trị mệt mỏi không hết. Cho ai đó chắc là sư nghĩ là cũng bản thân nỗ lực rất là nhiều, được sự hỗ trợ rất là nhiều nguồn, và nghe thêm pháp thoại nữa thì nó mới hết được, hoặc là tưởng hết nhưng mà kỳ thực gặp sư rồi sư thấy chưa hết. Nhưng mà cũng là tin vui để cho thấy pháp thoại rất là cần thiết, để mình được nhắc nhở mỗi ngày, được tưới tẩm mỗi ngày. Nhưng mà hạnh phúc hơn là vẫn nghe live ha. Và ngoài cái pháp thoại ra thì chúng ta phải có nhiều chương trình khác nó sâu hơn. Đó là sư rất là mong muốn được mời hết mọi người đến nơi mà sư đang thiết kế ra một không gian. Dĩ nhiên là hiện tại thì không gian của sư ở trên Đà Lạt thì nó chật lắm, vì có 100 bạn đang ở cùng với sư trong chương trình đào luyện các chuyên gia chữa lành về tâm lý. Một tháng các bạn ở suốt 3 tuần rồi, tuần còn lại sư chạy trốn tĩnh tâm rồi viết sách nhiều thứ để cân bằng lại. Và chương trình vẫn đang diễn ra mà sư phải chạy về Sài Gòn hoặc là ra Hà Nội, để sau đại dịch là phải tranh thủ ngay để có mặt cùng với đại chúng. Và cứ mỗi lần như vậy là sư cảm thấy rất là thiếu sót với đại chúng, là đại chúng chờ đợi mình lâu quá. Có nhiều vị sư đi ngang nói dữ không, giờ thì mới chịu ra. Thật ra cũng muốn ra, nhưng mà vì đại dịch rồi nhiều dự án khác quá. Sư nghĩ là không sao, mọi đại chúng cứ kiên nhẫn thêm một chút nữa để sư thiết kế xong cái chỗ của mình, để rồi mình sẽ có những cái khóa thiền dài ngày, hoặc là những cái khóa chữa lành thật là sâu. Vì biết là có một cái nơi mà có thể đáp ứng tất cả những điều kiện để mình thực tập chuyên sâu thì nó dễ hơn là để chữa lành. Vì cần chuyên sâu thì cần có rừng thiền, căn nhà đơn sơ và người phục vụ, và có sư đó là đủ. Nhưng mà để chữa lành thì có đội ngũ, các bạn học về ngành tâm lý, có kỹ năng chăm sóc những người bị tổn thương, và đặc biệt là phải tạo ra một cái nguồn năng lượng an lành cho ai đến đó cũng cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu, rồi mới bước vào tiến trình chữa lành được. Thì cái đó nó sẽ khó hơn. Và sư đang gây dựng được ít nhất là có 100 bạn đang học về ngành chữa trị về tâm lý với sư đó, thì năng lượng đang rất là mạnh. Tuy nhiên là vì cái chỗ chật cho nên là thỉnh thoảng đoán được vài người đến thôi. Nhưng mà vài tháng sau thì chúng ta sẽ làm được điều đó trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, khi mà chúng ta về lại Bình Dương, nơi mà chúng ta có thể làm được thiền viện. Thì một lát nữa đây á, sau cái giờ vấn đáp này thì sư cũng sẽ ở lại một ít thời gian. Nhưng mà thưa đại chúng là từ sáng giờ sư chạy show cũng 3 show rồi. Hồi sáng ở bên pháp viện xong sư phải ngồi vấn đáp tới gần 2 tiếng đồng hồ là cũng muốn xỉn rồi. Rồi sau đó nghỉ chút xíu chạy qua chùa Giác Ngộ có talk show bên đó. Vừa xong chạy về tắm cái là chạy ra đây, sợ kẹt xe nữa. Cho nên bây giờ nếu mà ngồi tư vấn nữa, rồi sáng mai sư có dạy ở trong Phật học viện Huệ Nghiêm nữa, chắc là xỉn tiếp. Cho nên xin đại chúng hoan hỷ là một lát nữa sư sẽ ở lại để chào mọi người thôi, để gặp hỏi một vài câu thôi. Còn để tư vấn sâu đó thì quý vị sẽ gặp với vị trợ giả của sư. Một lát vị đó sẽ đứng bên cạnh đó, sẽ đưa quý vị thông tin để sư sẽ tư vấn online cho quý vị. Tư vấn online thì chắc chắn nó không bằng tư vấn trực tiếp, nhưng mà tư vấn online có lợi thế là có nhiều thời gian hơn để đi sâu vào câu chuyện quý vị. Rồi những bước giúp đỡ kế tiếp thì sư cũng sẽ nói cho quý vị nghe.